Đứng chụp mày kìa. Cái mày chụp hình đồng quê mà đang lại mang váy nữa kìa. Ê, không phải đồng quê mà là à, thì đó cái chòi. Cái kiểu phong cách đó mày phải mang áo bà ba. Không, dạ, không hợp bé, mà áo bà ba mới hợp bé. Đồ làm được bé. Tụi bay hay chồng hàng ghê. Mình phải xem lại đi nghe như mọi người thích chọc em. Chắc là ghê. Nấu xong mà làm gì mà muốn xỉu được không à? Lên đây quay cho anh Tịnh nè. Long thả lỏng em ơi, chỗ này. Chưa chưa trong cái gì đã một đường này nó rộng mà kiểu như đi vệ sinh quét nó xăng xong rồi tưởng tượng nó ướt luôn, ướt rộng rồi đó mà còn ướt nữa. Cái đó rộng dễ sợ gớm, thì sợ nhưng mà cái ngủ đêm dài giống nhau thì này nhà mà lỡ không có ai dọn nữa thì thôi. Nhà mà ở trước đó mà 3 ngày không quét thì thôi. Nó rùi bu kiến đậu nữa, ý là rùi nhiều lắm. Cái cây nó chi mà nó xuống không phải nó còn nguyên cái quả mà đi học đàm này. Như cứ cái mình quét xong bẹp bẹp bẹp. Ngoài đường là hỏi thấy xe máy nó cán lên, nó thấy nó nhìn nó không thấy, nó còn ở chợ ra thôi. Như mấy cục cái gì? Nó nhà mình đủ thành phần đủ thành phần luôn thì chán cái chim thì truyền trong truyền thuyết rồi không chim là mình chấp nhận rồi tại vì là cái chỗ này hơi đau xíu còn có muốn như là ẻ muốn nhiều Lo muốn có cứt mèo không? Hiền ơi. Đậu quá, đậu uống chi. Có được không? Thả lỏng, thả lỏng. Chỗ này con mắt cái gì sẽ đau lắm. Nhưng mà ráng. Ráng nha. Không sao. Uống thì nói em. Để cho Hiền dạ, không ỉa thằng An không ỉa đúng không? Lỏng rồi thả lỏng, thả lỏng không có nặng chỗ nó nữa. Cô nó chắc chịu đau không được nên là thành ra mình để lâu rồi mới chịu đi đây. Đúng không em trai? Ừ.
Thế là em chịu đau không được nên em lười đây đúng không? Có đợt nó đi đi mít nè. Trừ ngáp rồi không đi nên không đi học rồi. Nặng một lúc mồm nặng cái nặng nhanh về đi biển. Phải không? Không đi ai thì em nhớ. Đi răng trước. Chơi vậy á, nặng nhanh thì giống đi chơi á. Phải không đi không? Phải không em? Hồi trước không nhiều đi à? Ồ, nhiều lần mua một tới nhiều chứ. Chứ hồi trước không quay à? Hồi trước là chị nghỉ quay thời gian á. Thấy không chịu đau được, nằm chơi chị nặng thấy nằm yếu nha. Hậu nặng không nói là có quay là nặng. À, được rứa thì khỏe em. Tại vì chị thấy cũng giống nhau nên là chị tưởng mua là được nhưng mà không được. Được rứa thì thằng nó đâu cần chị nữa đâu em. Nói bây giờ cũng là đâu có. Đúng không? Cái gì nó không có lý do mà nói. Anh chỉ cần lấy video cũ của mình thôi. Làm rồi. Mà video cũ của chị là em biết rồi đó. Ta nói nhiều một cách kinh khủng. Không biết bao nhiêu video luôn thì. Tính tới thời điểm này là làm đau rồi đó. À hàng chi nhớ về. Hắn cũng rầy như chị nè chứ. Nhưng mà ông này còn đỡ hơn cái ông kia kìa. Chị có nhớ cái ông mà mẹ hay dắt lên mà mẹ tội tội mà ông nhỏ nhỏ mà. Ông xé khăn à? Không, ông xé khăn khác nữa. À ông quẹo rồi ông trùm mày trùm đổ hả hay là thằng ông đó trùm mày là ông thằng đeo kính này không nói cái thằng cô nó cọc luôn á giống giống ông đi nó nhỏ để không biết không nhớ hay lắc thế nhiều đứa quá đi học lớp mấy rồi 10 hồi lớp 10 là bao nhiêu tuổi ta? 200 mấy riêng. À. Biết tên luôn. Nó ăn chụp quan trọng. 15 tuổi. Nó tự đi à? Hay là à? À mẹ hả? Xong, chắc mà mẹ không dắt đi chứ không chịu đi đâu thì. Ừ, nếu không đâu. Là mấy đứa này không đứa rồi. Cháu lỗ tai không kìa. Cái hồi trước còn thèm quay luôn đúng không?
Cố gắng làm chị nặng nhẹ hết sức có thể nha. Chẳng đỡ đâu.